liên quan tới nước Nga. Thì tuần trước chúng tôi cũng có một bản tin vui vui nói về cái việc rằng ông Putin mỗi năm thì ông ra một cái bộ lịch để mà khoe thân thể. Thì năm nay thì ông cũng ra một bộ lịch mới nhưng mà không có khoe nữa, và ông cũng trong một cái phong cách là mang lịch sự và rất là gentleman. Thì cùng với cái việc mà ông thể hiện là nhẹ nhàng hơn, nhưng những cái dự luật mà ông ký năm nay thì vô cùng khắc nghiệt thưa quý vị. Cái dự luật trước hết mà khắc nghiệt là quý vị nhớ là hồi tháng trước ông đưa ra một cái dự luật về Internet, mạng điện toán. Ông muốn khóa chặt nước Nga ở trong một cái vòng kiểm soát chặt chẽ của chính quyền Nga. Và ông muốn đưa Nga tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới và trở thành một cái quốc gia mà riêng biệt đó thưa quý vị. Thì cái, ngoài ra thì Nga cũng nói rằng họ sẽ có một cái công cụ tìm kiếm riêng, tức là không sử dụng Google hay là những cái công cụ mà chúng ta vẫn tìm kiếm hiện nay như thông thường, mà Nga sẽ có một cái công cụ tìm kiếm riêng, một cái trang mạng riêng của họ trong năm 2021. Thì bản tin trong ngày hôm nay, ông Putin lại tiếp tục ký một cái dự luật mới cũng vô cùng khắc nghiệt. Đó là ông ký cái luật mà coi những cái ký giả và truyền thông nước ngoài sẽ là đặc vụ nước ngoài. Tại sao có cái từ này thưa quý vị? Bởi vì rằng là cái đạo luật này đó thì người ta nói rằng là nó sẽ cho phép chính quyền của Nga đưa bất kỳ cái cơ quan truyền thông nước ngoài nào hoạt động tại Nga vô cái danh sách gọi là đặc vụ nước ngoài, tức là họ muốn đẩy luôn ra khỏi cái vòng mở của nước Nga đó. Thì cái dự luật này được Quốc hội Nga thông qua để trả đũa lại cho cái việc là cái đài RT của Cẩm Linh đó, hậu thuẫn thưa quý vị, quý vị cũng biết cái RT của điện Cẩm Linh được loan báo đăng ký vô danh sách đặc vụ nước ngoài tại Hoa Kỳ, bởi vì đây là cái việc hành động trả đũa của Nga đối với phía Hoa Kỳ, bởi vì Hoa Kỳ coi đài RT của Nga là đặc vụ nước ngoài. Thì giờ đây Nga sẽ xếp hàng loạt những cái đài truyền thông danh tiếng của Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác vào cái danh sách đặc vụ nước ngoài của Nga, trong đó gồm có đài tiếng nói Hoa Kỳ này và đài Âu Châu Tự Do cũng có thể bị ảnh hưởng bởi cái luật này. Đúng thưa rồi. Quý vị thì ông Putin mới ký thưa quý vị là nói tóm lại là ông muốn phân loại những cái ký giả hay là ngay cả viết blogger dùng những phương tiện social media đó phải được đóng dấu như là những người foreign agent, đúng là những người mà ngoại quốc, để mà tức là coi như để mà những người này sẽ bị theo dõi nguy hiểm. Đúng là cái này là rõ ràng là bịt miệng rồi, chúng ta thấy không, bịt miệng tất cả những người nào mà những cái tin tức nào mà có tính cách không có lợi cho nhà nước thì ông sẽ, khi ông đã bị label như vậy, tức là bị đặt nhãn, dán nhãn như vậy, thì tất nhiên những cái cơ quan đó sẽ không được cái sự hoạt động một cách thoải mái mà sẽ có thể bị theo dõi hoặc là ngay cả bị kết án. Thì bây giờ Nga muốn càng ngày, đúng, ông càng siết chặt cái vấn đề truyền thông, ông không muốn cho những người Nga biết được những cái chuyện bên lề trái, người ta hay nói, và thì chỉ muốn đi một con đường thôi. Và rõ ràng ở những cái chế độ mà độc tài đảng trị như ông này, hay là ngay cả bên ông Tập Cận Bình cũng thế thôi, chúng ta thấy họ sẽ tìm những cái luật để mà về sau này rất khó người nào có thể loan được những cái tin mà không có lợi cho nhà nước, không nằm trong chủ trương nhà nước, là họ sẽ kiếm cách họ tẩy chay, hoặc là họ kiếm cách bị những cái này bị ghi danh là thành những cái thành phần giống như là thành phần ngoại quốc phá hoại, thì nó cũng như là một cái danh sách đen, blacklist thưa quý vị. Thì thưa quý vị rằng là trước đó thì phía Hoa Kỳ cũng đã cáo buộc cái đài RT do Điện Cẩm Linh của Nga hậu thuẫn là đã có cái sự can thiệp và dính líu vô cuộc bầu cử Hoa Kỳ mà diễn ra năm 2016, và Hoa Kỳ lo ngại là tới năm nay RT lại tiếp tục lại dính líu vô nữa cái vụ bầu cử sắp tới nay diễn ra trong năm 2020 của Hoa Kỳ. Nhưng phía RT thì họ đã lên tiếng bác bỏ tất cả những cái cáo buộc này. Tuy vậy thì Hoa Kỳ vẫn đưa tên của RT vô cái danh sách là đặc vụ nước ngoài để Hoa Kỳ kiểm soát, cũng như anh Ngọc Trọng vừa gửi tới quý vị. Thì ngược lại, ngày hôm nay ông Putin cũng giận dữ và ông ta Điện Cẩm Linh quyết định là trừng phạt trở lại đó, trả đũa, thì đưa tên hàng loạt những cái đài truyền thông lớn của Hoa Kỳ vô cái danh sách đặc vụ nước ngoài của Nga. Đây chỉ là cái hành động mà hai bên họ đấm đá lẫn nhau thưa quý vị. Thì giữa ông Trump và ông Putin, trước đây thì ông Trump và ông Putin thì có những cái kỷ niệm khá ngọt ngào mà quý vị cũng nhớ, trong cái cuộc bầu cử, cuộc tranh cử Hoa Kỳ năm 2016, mà người ta vẫn nghi ngờ rằng có thể là đã có cái bàn tay và sự can thiệp của Nga vô cái sự đắc cử của Tổng thống Trump. Nhưng hiện nay chúng ta chưa có kết quả rõ ràng về việc này. Nhưng mà nói vui thì người ta cũng vẫn nói rằng là giữa hai ông có kỷ niệm ngọt ngào. Và giờ đây thì rõ ràng là hai ông đã có những cái sự mà xung đột ra mặt, đối đầu.
Và được biết là cái luật mới của Nga này đó, thưa quý vị, thì nó sẽ ảnh hưởng đến các cơ quan truyền thông nước ngoài mà nhận những cái tài chính hoạt động ở Nga, đặc biệt là từ phía Hoa Kỳ. Và các cái cơ quan truyền thông này thì họ sẽ phải chịu là đi theo những cái yêu cầu, cái requirements của phía Nga. Và nếu mà họ không nghe theo, họ không có làm theo những gì mà Nga yêu cầu, thì có thể bị phía Nga họ đình chỉ các cái hoạt động của những cái tổ chức này tại Nga. Và ngoài ra nữa thì cũng theo cái luật này thì những cái cơ quan truyền thông của nước ngoài và đặc biệt là của Hoa Kỳ muốn đăng ký hoạt động tại Nga thì sẽ phải loan báo trong các chương trình phát sóng và trên website của họ rằng họ là đặc vụ nước ngoài khi phát sóng những chương trình này tại Nga. Đó là theo cái dự luật. Và hiện nay thì ông Putin cũng loan báo rằng ông cũng đang coi xét lại một dự luật tương tự, không những đối với truyền thông mà đối với các tổ chức từ thiện và các nhóm xã hội dân sự đến từ nước ngoài và đặc biệt là từ Hoa Kỳ. Đúng rồi, họ ta nghi ngờ, ngay cả những tổ chức từ thiện ông ta nghi ngờ là trá hình, có thể là gián điệp trong đó, các hoạt động về dò thám. Thành ra vì thế mà ông ta cấm tất cả. Và đây thì danh sách quý vị cũng hiểu đó, những cái đài như VOA, BBC, đài France, rồi Radio Free Europe, đài ngay cả đài Đức đó, cũng là đều bị trong cái khuôn khổ đó. Và ông ta nói là cái tòa án của Moscow cũng đã từng phạt một cái tạp chí mà trước đây đó, được coi như đối lập đó, là từ The New Time, hình phạt là 338.000. Vì thế các công tố viên cho biết là tờ báo này đã không tường trình đúng và nói những cái điều mà không đúng, cho nên là nhà nước sẽ có những biện pháp. Vì thế mà từ nay trở đi thì rất khó cho cái nền báo chí nói chung, truyền thông của bên Nga, thưa quý vị. Thì thưa quý vị, đó là cái tình hình mà phía Nga và Tổng thống Putin đã tiếp tục ký một cái dự luật mới nhất sau khi ông ký cái dự luật liên quan tới vấn đề về kiểm soát mạng điện toán Internet tại Nga. Và giờ đây sẽ là cái hành động mới kế tiếp của ông là kiểm soát tất cả những đài truyền thông và các cái tổ chức tại Nga nhưng đến từ nước ngoài, và đặc biệt là ông lưu tâm tới những tổ chức đến từ Hoa Kỳ. Thì qua đó quý vị cũng thấy rằng là ông Putin hiện nay đang siết chặt cái vòng kiểm soát của ông đối với cái sự ổn định của Nga. Mà theo ông, bởi vì đặc biệt thời gian vừa qua thì Nga đã có những cái sự mà đụng độ và những cuộc biểu tình vô cùng dữ dội từ cái phe mà đối lập của ông.